Một tên dân chủ sắp vào tù vì hành vi xúc phạm cờ Tổ quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 5 tháng, VietVision có video và bài viết phân tích lên án về hành vi xúc phạm quốc kỳ. Thì hôm qua, ngày 9 tháng 8 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra thị trấn Buôn Hồ đã có quyết định khởi tố bị can với Huỳnh Thục Vi. Vi là lãnh đạo tổ chức phản động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, với hành vi xúc phạm quốc kỳ theo điều 276 Bộ Luật Hình Sự nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Thông tin thêm là Huỳnh Thục Vi vốn là một tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Năm 2015, Thục Vi được tổ chức phản động có tên gọi là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức này thì luôn có những hành động được cho rằng là chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tổ chức cho Vi đi Pháp tập huấn, nhưng Thục Vi cháu hồ sơ cho em gái là Khánh Vi đi thay. Do chúng biết chính sách nhân đạo, mẹ bao giờ cũng phải theo con nhỏ, và con sinh ra ở đâu thì mang quốc tịch đấy. Sau 3 năm Khánh Vi bị kẹt tại Thái Lan, thì cách đây hơn 1 tháng, Khánh Vi, em gái Thục Vi, được một ông Tây bảo lãnh qua Mỹ. Còn Thục Vi thì hàng ngày sống bằng nghề chửi đảng và bán cà phê trên mạng xã hội. Sau vụ cháo người này, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chấm dứt kế hoạch đưa người gọi là đấu tranh ở trong nước ra nước ngoài tập huấn hàng năm. Sau hành vi bị cho là ích kỷ và ảnh hưởng tới phong trào đấu tranh trong nước, Thục Vi bị giới dân chủ trong nước tẩy chay, dè bỉu, xa lánh. Trở lại câu chuyện của Thục Vi, trước đó Huỳnh Thục Vi đã có 5 lần được cơ quan an ninh triệu tập do liên quan đến việc phỉ báng quốc kỳ, nhưng Thị không chấp hành. Trước khi quyết định bắt giữ Huỳnh Thục Vi, công an Đắk Lắk đã áp dụng các biện pháp giáo dục, cảm hóa và tạo điều kiện cho ả quay về nẻo thiện, nhưng vô hiệu. Trái lại, Vi và chồng vẫn tiếp tục tỏ ra ngoan cố, thách thức pháp luật. Huỳnh Thục Vi sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985 tại Tam Nghì, Quảng Ngãi. Hiện sống cùng chồng con tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Vi có bố đẻ là Huỳnh Ngọc Tuấn, từng thụ án tù giam vì tội chống chính quyền. Huỳnh Thục Vi ngoài em gái là Huỳnh Khánh Vi đang ở Mỹ, còn một cậu em trai tên là Huỳnh Trọng Hiếu đang sống cùng cha. Huỳnh Thục Vi từng có nhiều hoạt động chống phá nhà nước, núp dưới danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc. Vi từng ra nước ngoài tham gia các khóa huấn luyện đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam kiểu bất bạo động. Ở Việt Nam, Huỳnh Thục Vi là nhân lõi của tổ chức phản động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Cùng với Nguyễn Ngọc Lụa, Huỳnh Phương Ngọc, Bùi Thị Nhung, Đoan Trang, Đinh Phương Thảo, Trần Thị Hài, Nguyễn Thị Huấn gây ra rất nhiều vụ việc phức tạp về an ninh. Không chỉ chống phá ở trong nước, Huỳnh Thục Vi còn ra nước ngoài tham gia các diễn đàn chống cộng có tên như sau: Diễn đàn Người dân ASEAN tại Malaysia, Diễn đàn Phóng viên Không Biên Giới. Tại hội thảo thì Huỳnh Thục Vi thường có một cái bài đọc mà ả ta cho rằng đó là tuyên bố vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn sự phát triển của xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến. Cử đại diện tổ chức xã hội dân sự giả hiệu tham dự các diễn đàn ngăn cản các nhà hoạt động xã hội dân sự tham dự, đòi các chính phủ ASEAN đưa các yêu cầu xóa bỏ điều luật và xử lý kẻ chống nhà nước, vân vân. Thời gian gần đây, Huỳnh Thục Vi được biết đến với tư cách là một kẻ chống phá chế độ điên cuồng khi thường xuyên có các bài viết cũng như bình luận trái chiều, đi ngược lại lợi ích dân tộc. Một mặt cổ suý kêu gọi cho cái gọi là phong trào dân chủ của tổ chức phản động Việt Tân. Mặt khác, tập trung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Rất dễ để thấy được bộ mặt chính trị bẩn thỉu của Huỳnh Thục Vi thông qua những status
trên Facebook cá nhân của Thị, và càng rõ hơn nếu bạn chịu khó đọc hết những comment của đám bạn bè, những kẻ cùng hội cùng thuyền của Huỳnh Thục Vi. Bạn đọc cũng sẽ thấy trên Facebook của Vi có hàng loạt status có nội dung chống phá chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lợi dụng các vấn đề thời sự nhạy cảm để viết bài xuyên tạc sự thật ở Việt Nam. Mới đây nhất, Huỳnh Thục Vi đã ngang nhiên dùng sơn xịt vào lá cờ Tổ quốc kèm theo lời sỉ nhục quốc kỳ. Hành vi này của Vi đã vi phạm điều 351 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi có bổ sung. Chúng tôi đã có bằng chứng ghi lại những status của Huỳnh Thục Vi. Đây là những bài viết khẳng định Vi đã vi phạm điều 88, điều 122, điều 258 Bộ luật hình sự. Hầu hết các bài viết này đều có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền và ngành công an, ngành báo chí, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, vu cáo Đảng và Nhà nước, bán nước quá rẻ cho Trung Quốc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, vân vân. Và mới nhất là xúc phạm quốc kỳ. Lần này, với hành vi xịt sơn tĩnh điện lên quốc kỳ, đăng lên Facebook kèm lời dẫn rất là láo toét, thì hy vọng rằng kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Thục Vi sẽ được chuyển nhượng sang đá cho đội Juventus. Xin trân trọng kính chào bà con. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người